Dậy, đà, phật. A, à, dậy, đà, phật. A, à, dậy, đà, phật. Năm mô bổn sư thích Cao ni phật. Nam Mô A Di Đà Phật Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 2020 Chúng ta tiếp tục học tập Một câu của A Di Đà Phật niệm đến cùng Học đến tập 21 Hôm qua 29, bữa nay mùng 1 Chủ nhật hôm qua những đứa có thông báo mà Tưởng đầu bữa nay là 30 Nên à, nếu mình tính từ ngày hôm nay à, Cho đến ngày lễ viết Đức Phật A Di Đà Ngày 16 tháng 11 à, Âm lịch Ở bên Đại Tùng Lâm thì chúng ta chỉ còn có 15 ngày nữa quý vị ừ. Là chúng ta tổ chức lễ viết Đức Phật A Di Đà à, Quý vị nhớ là Buổi chiều khoảng 4 năm giờ gì đó chúng ta có mặt tất cả phải đoàn khắp nơi nơi à, quý vị thông báo cho những người người ta à, không biết hoặc là gũ được bạn bè ngày lễ viết đức phật a di đà cũng vô cùng là quan trọng tại vì mình mỗi ngày mình niệm phật a di đà quý vị lễ viết của ngài nên chúng ta đủ nhân viên chúng ta tập trung về để cùng niệm phật lễ phật tu hành cùng với một cái đại chúng rất là lớn để cùng tu. Có những người dù mang nghiệp phá thai hay là sát sanh hại vật hay là chúng ta nghiệp chướng gì nặng nề nhưng nhờ trong một cái pháp hội đông người cùng tu. Thì phải nhớ rằng cái nghiệp lực chúng ta nó nặng nề cũng phải nhờ cái cái lực của đại chúng để mà Cộng tu để chuyển cái nghiệp lực của mình. Từ nơi đó mà khi mình đến một cái chương trình tu tập mà nghiêm túc, cùng đông người mình cùng kết hợp ở trong đó, nó có một cái lực gia trì vô cùng là lớn. Từ nơi đó mà mình muốn mà cầu an hay sám hối hay cầu siêu gì, cho cha mẹ mình mớ mắt gì đó. Mà những cái chương trình đông người như vậy mình thành tâm thành ý mình cùng tu hành để mà mình hồi hướng cầu an cho người thân cầu siêu cho người thân và mình cầu sanh cực lạc vô cùng đặc biệt đó là ngày 16 sáu chúng ta tổ chức ở bên đại tùng lâm buổi chiều ngày lễ viết đức phật a di đà vì nhớ những đức thông báo toàn là ngày âm lịch còn ngày 17 buổi sau thì chúng ta cả ngày đó chúng ta tu tập ngày 17 bảy À, tối ngày 16 xong rồi à. sáng ngày 17 là chúng ta à, vô thừa khóa tu nguyên một ngày đó những đức lên hướng dẫn cùng tu với quý vị cả ngày nào là phóng sanh luôn bốn thờ của một ngày rồi cũng đi thực buổi chiều cũng rất là lớn à, xong chúng ta à, à, kết thúc là buổi à, chiều tối là tập trung Tất cả lực lượng quý Phật tử khắp nơi là Chúng ta tổ chức ở ngoài sân, Rồi chương trình có hòa thượng ngày khai thị một chút Những đức nói chuyện một chút Xong rồi chúng ta lễ Phật một tiếng rưỡi đồng hồ Niệm Phật lễ Phật một tiếng rưỡi đồng hồ Rồi xong cuối cùng là chương trình phóng sanh rồi, Hoàn tất chúng ta khoảng chừng 10 giờ Là xong hết chương trình Quý Phật tử ở xa khắp nơi nơi chúng ta muốn ở lại một đêm nữa, sáng mai tu một thờ những đức nói chuyện một chút, xong quý vị ăn cơm xong đi về cũng được. còn nếu như chúng ta 10 giờ xong, chúng ta đi về thì cũng được. đó là chương trình những đức thông báo rất rõ ràng. lễ viết Đức Phật A Di Đà chúng ta tổ chức được hai bên, hai bên ngôi chùa nên chương trình quý vị ở xa mà đi đến, mà dự chương trình mà tu như vậy thì vô cùng là xứng đáng. nên nhớ rủ được một người đi tu thì quý vị, vị tạo phước duyên được một người. Nếu như chúng ta rủ người đi làm ác thì chúng ta tạo nghiệp. Chúng ta rủ người đi tu, cầu sanh cực lạc là quý vị, vị tạo nhân duyên phước báo công đức. Nên tất cả những vị trưởng đoàn nhớ, quý vị, vị dẫn người đi khắp nơi nơi đi tham quan khắp nơi. Về chùa chiền nó cũng tốt, nhưng cái thù thắng lớn nhất là quý vị, vị rủ người đi tu Nghe Pháp cầu giải thoát Đây mới là cái chỗ mà giải quyết vấn đề khổ đau Chầm lưng của vô lượng kiếp Khi vị đi đến đây mà tu Thì quán thân trái chủ hoặc là Ông bà cha mẹ anh chị em Hoặc là nghiệp lực của phá thai những hương linh thai nhi Tất cả những phần âm đó người ta cũng có thể đi theo quý vị, vị Vì sao? Vì người ta đeo đẳng theo mình để người ta đòi nợ mà Nên mình đi đâu người ta đi theo đó Từ nơi đó mình đi tu Thì người ta đi theo mình đi tu Mình nghe Pháp thì người ta nghe Pháp Tâm tư mình thoải mái quá giải được Thì người ta cũng quá giải được Nên những đức nói với đại chúng trong chùa Ngày Chủ Nhật mà người ta cũng tu đông như vậy Phóng sanh cũng đi thực Cố gắng sắp xếp đi ra ngoài đó Giữ một chút xíu Vì sao? Vì mình ở đây khi mình đi đâu thì người ta theo mình đó nên mình đi ra ngoài đó phóng sanh cũng đi thực thì giống như mình đứng đó người ta được đi ra ngoài đó được hưởng ké còn nếu như mình không ra cái tâm mình không có phát tâm vậy thì thăng bằng quyến thuộc của quyền thất tổ ông bà cha mẹ hoặc là những người mình đã từng sát hại vì nghiệp phá thai người ta vô cùng là quán hẳn mình Tại vì đã ở trong đây Bước ra ngoài đó một chút mà mình không ra tùy hỷ Thì rất là ổn quý vị Trong khi đại chúng khắp nơi nơi người ta về Nên đó là cái việc mà Từ người ngoài đời hay người Ở trong đạo chân đức nhắc nhở Là tất cả những chương trình tu hành Từ khi là mình bận biểu công việc mình làm Còn chứ như Mình gảnh Mình nhập cùng với chúng đó mà mình tu Thí dụ như Ngày Chủ Nhật các cụ những đức cho các cụ ở trong phòng các cụ ngồi niệm phật tại vì trên chánh điện nó quá đông nhưng mà tới giờ lễ phật các cụ mà lên các cụ lễ một thờ cùng với anh ta vì sao vì nó tùy hỷ công đức đó. khi lễ phật xong một thờ phóng sanh cũng đi thực thù thắng lắm tại mình lấy nguyên một cái lực lượng của đại chúng để mà mình cầu an cầu siêu cho thăng bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp giống như là tặng hư không khắp pháp giới nên cái bài hồi hướng mà vô cùng viên mãn nhất là gì? nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo. Đây là thù thắng nhất, phải nhớ. Từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta quý vị phải nhớ là mình nghe Phật pháp mình mới hiểu. Nên Phật pháp là một nền giáo dục quý vị. Một nền giáo dục này mình phải giải thích cặn kẽ từ từ lắm, chúng sanh người ta nghe người ta mới hiểu. Tại sao Phật tử về chùa mình Rất là nhiều người hiểu Về mình đi về chùa Hoặc cúng dường tam bảo Sao sao mình hiểu vậy lắm Từ nơi đó mình phải giải thích kỹ lắm Người ta mới hiểu Chứ nếu như quý vị đi đến một ngôi chùa Mà không nghe giáo dục gì hết Thì nhất định Quý vị có đi chùa lâu năm cũng không hiểu gì đâu quý vị nha. Có những người dù là mình nói cỡ nào Thì người ta cũng Dù là nghe biết nhưng mà ta không hành được Nhưng mà vì đi đến một ngôi chùa mà có nghe giáo dục thì cái lợi ích này vô cùng là lớn chính những đức làm việc trong ngôi tam bảo dù những đức vô cùng là kỹ vậy? thí dụ như những đức đi qua bên đạo tràng niệm phật bên kia đi những đức biết rằng mình lo cho chúng người ta cúng dường là người ta rất muốn cúng dường cho mình vì sao vì mình lo cho chúng mà nếu như những đức mà không hướng dẫn kỹ lưỡng đó nghe quý vị tất cả tiền cúng dường phần nhiều người ta điều muốn đưa cho những đức bằng nhiều rất là muốn đưa cho những đức nhưng mà do những đức hướng dẫn rất kỹ rất là ngại cái việc tác dụng phụ tại vì sao vì trong kinh Phật giải mà năm đầu học Phật á, thì Phật ngay trước mặt năm thứ hai á, thì Phật tặng chăn chờ năm thứ ba thì Phật tan theo mây khói cái ban đầu phát tâm thì vô cùng là rộng lớn thì biết rằng có những người mà Người ta cúng dường người ta đưa cho mình Mà mình không muốn cầm mà không nở quý vị Vì sao? Thật sự mà nói Cầm cũng là lo cho Tam Bảo thôi Nhưng mà có những người cái tâm quá tha thiết Mình không cầm thì Coi rất là kỳ cục quý vị Nên những đức đi qua bên kia Những đức để một cái thùng sau lưng của mình Cúng dường Tam Bảo Khi người ta đến người ta gặp mình Người ta có khi người ta quỳ xuống người ta cúng mình tiếp nhận cái tâm mình nói cô bỏ vô thùng tam bảo đi vì mình ngại cái việc mà sau này khi mà cái tâm tu của họ mà phật tan thay mây khói thì lúc đó phiền phức dù những đức vô cùng là kỹ quý vị nhưng mà mười mấy năm nay những đức cũng gặp hai lần gặp hai lần cũng rất là phiền phức nên những đức kỹ vô cùng về cái việc này nên những đức hướng dẫn với phật tử đi về chùa cúng dường đặc biệt nhất là bỏ thùng tam bảo nhớ bỏ thùng tam bảo dù cho sau này cỡ nào cái tâm mình mình cũng không có bậy bạ Quý vị nghĩ đi thì cúng dường cho quý thầy là cúng dường cho tam bảo vì phật pháp và tăng mà người ta lo cho cả đại chúng mình cúng dường đồng tiền của mình là cá nhân mình như mình cúng vào tam bảo là cúng giường cho tam bảo nhưng mà khi mình cúng giường rồi mà sau này mình nói này nói kia ngày xưa con vô con cúng giường ai kêu mình cúng giường mình tự phát tâm cúng giường cái tâm mình phát ra khi mình không ở được thì mình lại nói này nói kia nếu như cái tâm của mình mà khi cúng giường cho tam bảo mà muốn lấy tiền lại thì nhớ Phát tâm là tự phát cúng vào Tam Bảo Lấy tiền lại là ăn cắp của Tam Bảo đem ra Quý vị nghĩ Nếu không nói rõ chỗ này Thì sự đỏ lạc của họ Biết chừng nào ra quý vị Những đức xin thưa quý vị Mình phát tâm mình lo cho tất cả Các cụ Hai bên đạo tràng đông như vậy Mọi người đều có phước Sao mà đói được những đức tin chỗ này Nên những đức chưa bao giờ mong mỏi cái chuyện Nhận một cụ nào mà bắt đưa tiền cho mình Nên những đức công bố trước công chúng rất nhiều lần Nhận người không nhận tiền Cũng rất là mong đại chúng Cúng dường thì cứ bỏ thùng tam bảo Có những người họ đến họ gặp mình mà Họ đưa mà họ nai nỉ họ Nói rằng thầy ơi thầy cầm đi Cho con được kết duyên đi Trời cái tâm mà kh... Dữ lắm khi họ phát tâm ấy vậy. Nên từ đó đó những đức nhắc tất cả đại chúng Cả bên đây cũng vậy cũng làm một cái thùng để sau lưng những đức đi quý vị suy nghĩ đi bây giờ ông thầy này ông phát tâm ông lo cho cả đại chúng quý vị đưa tiền cho ông lo cho tất cả đại chúng cái lý này vô cùng là đúng không có sai chút nào chứ. nhưng mà những đức suy nghĩ về cái tác dụng phụ gì sao cái tác dụng phụ gì sao thật sự mình nói mình lo cho đại chúng mà khi làm việc mà lôi ra mà nói mà đối chứng những đức nói trời ơi sao làm cái việc này làm chi vậy nếu mà nói về mà tính toán Thí dụ như Quý vị vô chùa quý vị ở Quý vị cúng dường cho Tam Bảo Vài chục triệu Quý vị ở 4-5 năm chờ quý vị Không tu nữa quý vị đi quý vị muốn Lấy tiền lại Nếu quý vị tính với Tam Bảo bây giờ Tam Bảo cũng có thể biết tính với quý vị chứ Tính dùm cho quý vị luôn Bây giờ một ngày quý vị sống ở đây Quý vị người ta lo cho quý vị Bao nhiêu tiền rồi bây giờ tôi tính mấy năm chờ bị ở đây Rồi sao Từ nơi đó ai mà đi nói cái chuyện này làm cái gì Nên cái người Phật tử Phải nghe đạo phải hiểu Nhớ Riêng những đức làm việc Phải nhớ cái câu Nhận người không nhận tiền Có nghĩa là tất cả anh em bên cạnh những đức phải nhớ Đừng bao giờ cái chuyện Đi cầm tiền dùm Đừng bao giờ cầm tiền dùm tuyệt đối đi đến ở muốn cúng dường bỏ thùng tam bảo mình cũng lấy tiền nó ra mình lo cho chúng thôi mình trang trải cuộc sống trong chùa thôi đừng bao giờ cầm tất cả các cô cũng vậy nhớ khi không có những đức họ cúng dường họ đưa cho mình để đưa cho những đức tuyệt đối đều là dẫn họ bỏ vào thùng tam bảo mấy cô nhớ nghe chứ con người tâm tư nó bất thường lắm phải nhớ đó nên tất cả hàng Phật tử ngoài đời Cái việc gì chứ gì tiền bạc nó dị ứng lắm quý vị à Lúc mà thương thì dễ lắm Nhưng lúc mà nó nghịch lòng phiền lắm Nên quý vị phải kỹ lưỡng chỗ này Nó rõ ràng đi quý vị nó, Nên từ đó đó mà quý vị biết rằng là Mình lo cho bao nhiêu trăm con người mà khi làm việc mà 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 nói mà không rõ ràng, vô cùng là phiền phức nên những đức nói cho quý vị biết cũng có những người người ta thấy những đạo tràng gì người ta cũng muốn phát tâm nuôi người già đến quý vị nhưng phát tâm mà cái miệng thì dễ phát lắm nhưng thử làm việc này đi ai mà phát tâm trong lòng những đức có khi những đức cũng phát tâm dữ lắm mà có khi những đức trong lòng cũng nản lắm đó quý vị nhưng mà thật sự mà nói mình nói tớ nói lui mình nhìn thấy có nhiều bà già tội nghiệp thôi có một số việc một hai việc thôi mình bỏ à. Nên mình mới phát tâm được chứ Những đức nói rằng Ai mà phát tâm mà nuôi người già Hoặc là Lo cho chúng đông gì quý vị Có thể phát bằng cái miệng Thì dễ chứ Làm là cả một vấn đề Những đức nói cho quý vị biết chứ Phát bằng cái miệng Là một phần Quý vị làm Là nó khó mười phần đó quý vị Giống như nói một câu Xây chùa đã khó rồi Mà nuôi chúng thì càng khó hơn quý vị Từ nơi đó mà chính những đức làm việc này những đức thấy Bởi vì những đức nêu lên rất nhiều lần Mà mấy người dám phát bộ đề tâm Mà dám đứng ra nuôi cái đại chúng quý vị Vì cái con người nó không đơn giản Không khéo là khó chịu phiền não lắm từ nơi đó mà khi mà đi vào chúng ta bảo ở thì thôi muốn lại lục để mà mình xin muốn ở nhưng mà có những người khi mà không ở nữa thì có khi chửi mà ra đi vì thấy kinh khủng không nên rõ ràng đại sự không bằng vô sự nhưng phải nhớ cái câu này kỹ mình đã phát tâm chân thật rồi nhưng mà nó không đủ duyên thì mình buông xuống Đó là vô sự Chứ không phải là nói rằng Chúng ta sống ở cõi đời này Mà đủ duyên làm việc thiện mà không chân thật làm việc Nên chân thật làm Nhưng đụng cảnh duyên là thử thách Nhắc nhở mình Nhớ thử thách mà thôi Nhưng mình cũng nêu lên để cho nhiều người chúng ta có kinh nghiệm Biết rằng là định lực nhân quả Nhưng cái gì mình làm nó rõ ràng Nó khéo léo một chút thì vẫn là đỡ một chút cho mình còn nếu như ti tiện là rất phiền phức Nhất là cái việc đi vô chùa Ở tu mà Họ đưa tiền cúng dường cho những đức qua trung gian Mà bị bị đi cầm Đừng có cầm Cứ là để cho họ tự cầm tiền Rồi dẫn họ đến thùng tham bảo Bỏ vô Mình không có giờ dịch gì sao Vì mình cầm để làm gì Lo là lo cho mọi người mà Nên những đức nhắc việc này Không biết bao nhiêu lần trên buổi giảng những đức thấy rằng cái việc này những đức là vô cùng kỹ đó quý vị Rất là kỹ đó à, Nhưng mà có những người bệnh đau tai biến Nằm một chỗ luôn đi vô chùa Mà trong lòng họ tha thiết thầy ơi Bây giờ con mai mốt con chết rồi Hoặc con bệnh đau gì rồi Bây giờ cho con kết duyên một chút xíu Để cúng dường Để thầy lo công việc Để cho con có phước Cho họ nhìn họ mà mình thấy Thật sự mà nói Không lẽ cái gì mình cũng nghĩ rằng là Sao này tổn mình tổn mình có những cái quý vị biết rằng Vô cùng là khó Khó từ nào quý vị ừ, Không đơn giản Những Đức nói Có những Phật tử ở xa thiệt xa Họ chạy đến đây Mà họ cầm tiền Mà họ, họ đưa cho những Đức Những Đức nói Trời ơi dưới cái tâm người ta như vậy Mà mình nói rằng Thôi bây giờ Anh lên trận bỏ vô thùng tam bảo đi Nó, Đúng là không đơn giản quý vị ừ. Nên những Đức phiên quý Phật tử khắp nơi nơi rồi Quý vị giúp quý Thầy một tay là gì Ghiêng chùa mình giúp với thầy một tay Vì vậy cúng dường là gì? Bỏ thẳng vào thùng tam bảo Đó là cái chỗ là giúp cho huệ mạng tu hành Và chúng ta không có sự trở ngại nhau cái gì chứ quý vị Ờ Không Không trở ngại nhau cái gì chứ. Còn thí dụ như mình có cúng dường bất cứ một cái gì Bỏ vào thùng tam bảo Đến trình một cái hoặc là mình, mình hiểu kỹ rồi mình không cần trình Mình cứ bỏ vào thùng tam bảo là xong Đấy không? Đó là cái việc mà lâu dài vô cùng Mình tu đạo Nên nhớ Một câu ai với đạo Phật này mỗi ngày niệm Ai là vô với đà là lượng Phật là giác Trong mỗi sự việc của mình Trong mê phải có giác Nhớ Trong mê phải có giác Nên cuộc đời của người chúng ta Mỗi lần dấp ngã Thì mỗi lần giác ngộ Mỗi lần gặp việc Thì mỗi lần giác ngộ Mấy anh em phải nhớ Chứ bây giờ mình làm việc mình lo cho họ như vậy Họ sanh con cái Họ nuôi con cái mà có khi Trời ơi Con cái nó không đứng ra lo cho được Mà khi nó lo nó còn tính toán từng chút Quý vị biết rằng Hôm qua lo cho một cụ xong Hai đứa con đến quý vị biết Nó gặp những đứa nó nói một câu gì nè quý vị Trong khi bà mẹ ở đây 6 năm giờ Nó đến nó gặp những đứa nó nói một câu gì nè Thầy ơi Chúng con cũng xin lỗi với thầy Sáu năm nay mẹ con ở đây Mà chúng con không đến thăm được Nhưng quý thầy cũng đừng có trách Mẹ con ở đây chúng con không biết Trời nó nói một câu mà Mình nghe mà mình nghĩ Trời con người tại sao mà nó nói được một câu này quý vị Sáu năm chờ mẹ ở đây mà con không biết Trong khi mẹ ngày xưa sinh mình Chỉ cần mình nằm đó Mà mình khóc hoa lên một cái thôi Thì mẹ dù là Bận biểu cái gì mà gấp gút chạy lại Mình mà đi Mình dấp té nhẹ một cái thôi Mẹ của mình tóc chạy đến Để so Cái đầu gói cho mình Vậy mà mẹ mình bây giờ Ở trong chùa 6 năm mà nói rằng Mẹ con ở đây mà con không biết trong khi có số điện thoại Bà cụ bà cho Gia đình người thân Mà chính những người chờm sớm Cũng đã từng đến đây gặp bà Mà nó vẫn không đến thăm 6 năm giờ Vì mà đến nó nói rằng 6 năm rồi Bà ở đây nó không biết Quý vị coi Đúng là không đơn giản chút nào quý vị Nên từ nơi đó mà mình đi vô ngôi tam bảo Mà quý thầy cô mang lo cho mình Trời ơi nát thăng khó đền đáp Con mình banh da xẻ thịt xanh ra Vậy mà nó còn không phát tâm Nó nuôi mình chẳng thật Có khi ăn hạt cơm của nó Có khi nó làm không có tiền Vợ chồng nó về rầy rà Mình thấy nó xót xa trong lòng mình, Ở không được phải ra đi Vậy mà mình vô ngôi tam bảo Mà mình ở Mà cái tâm của mình nó không chấp hành nội quy hoặc là mình hờn trách quý thầy Hoặc là mình nói này nói kia Quý vị nghĩ đi Cái tội nghiệp này cỡ nào quý vị Trong khi nhận người không suy nghĩ Một cắt bạc không suy nghĩ Một chút gì là danh lợi cả Cái đây là trước ngôi tam bảo Những đức nói một trăm phần trăm Những đức là chân thật phát tâm nuôi các cụ Là gì mà một cái tâm là Thật sự mà nói Mình học Phật rồi mình nghĩ Các cụ là ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình hoặc là tất cả các cô trẻ mình thương yêu Cũng như người trong gia đình mình Nên quý vị ơi Chúng ta dù là Một phàm phu cỡ nào Nhưng dưới cái tình cảm sống này Không lẽ mình không cảm giác được sao Nên những đức nói rằng Quý Phật tử khắp nơi nơi về đây quý vị coi Phải rõ ràng là chính quý vị thấy Trời quý vị đi bao nhiêu ngôi chùa Quý vị tìm đâu ra một ngôi chùa mà Quý vị có những đức hướng dẫn quý vị Ngày Chủ Nhật có bao giờ mà xong rồi mà Mà những đức mà mở lên chương trình tiếp khách không quý vị Vì sao vậy biết không Vì những đức tiếp quý vị Thì bao nhiêu có người đến để mà cúng dường tiền Thì những người nghèo Đến đây người ta không dám gặp những đức Việc làm này vẫn là không được Đặc biệt quý vị Nhưng bao nhiêu cái tác dụng phụ về sao Nên những đức chỉ có hướng dẫn quý vị, quý vị coi từ 8 giờ rưỡi qua nói chuyện một tiếng rưỡi đồng hồ Tu chung phóng sanh cũng như thực Hướng dẫn Gần 3 tiếng đồng hồ Không có từng chủ nhật nào mà vắng mặt Từ lúc trước tới bây giờ Hơn 5 năm nay Nên hàng Phật tử khắp nơi đó quý vị đi Bao nhiêu ngôi chùa quý vị Ngồi quý vị suy nghĩ từ nơi đó mà vì sao người ta ao ạt vậy đấy Vì người ta có lòng tin với Phật Pháp quý vị dù những đức là phàm phu những đức xin thưa quý vị Những đức không phải chủ trì chùa này Những đức chỉ là một giấy trò Coi chúng Với sự Chỉ định của hòa thượng Quý vị đừng bao giờ suy nghĩ những đức là chủ trì ngôi chùa này Nếu như Hòa thượng không chấp nhận những đức Chỉ cần hòa thượng nói một câu Tôi không chấp nhận ông Ông ra khỏi ngôi chùa của tôi Thì tức khắc Một phút ba mươi giây những đức đã sách gói đi ra khỏi chùa quý vị nên quý vị đừng bao giờ suy nghĩ rằng những đức là chủ trì chùa này hoặc là cái gì danh vọng gì lớn lao trong chùa này không phải đâu quý vị chỉ là cảm thấy mình là người đủ duyên nên những đức cứ thường nhắc các anh em trong chùa các anh em à cái việc làm này những đức cũng cảm thấy có ý nghĩa vì từ khi đi tu tới bây giờ 11 năm những đức cảm thấy ý nghĩa Thấy ý nghĩa vô cùng Nên các anh em cố gắng Phát tâm làm việc này đi Thấy mình làm việc này có ý nghĩa Thấy các cụ tội nghiệp quá Lụm cụm lụm cụm thấy thương quá Tuổi già mà bây giờ có một nơi nương tựa gì ở quá đặc biệt Từ nơi đó những đứa cứ thường khuyên các anh em Nhưng mà không đơn giản đâu quý vị à Trời ơi Giống như dù cỡ nào đi chăng nữa nhắc cỡ nào đi chăng nữa vẫn có những người để mà phiền phức nên người ta không dám phát tâm nuôi là như vậy nên mình phải kiên nhẫn phải kiên trì dữ lắm giống như chịu đấm ăn soi cỡ nào cũng phải cố gắng vì sao vì cái việc này có ý nghĩa có nghĩa là tích công lý đức từ cái nhẫn mà thành tụ con đường giải thoát một đời này nên tất cả các anh em phải kiên nhẫn mà phải làm việc cho rõ ràng những đức đã nói rồi Tất cả tiền bạc mà cúng dường mà người ta muốn cúng ở những đức Không có những đức ở đây đều là cái gì? Dẫn người ta bỏ thùng tâm bạc Anh em làm như vậy đi Cuộc sống của chúng ta trong đây Đều là cuộc sống Hòa nhập chung với nhau mà sống Chứ đâu có phải riêng lẻ gì đâu Mà mình cầm để dính mình phiền phức lắm Đây là cái buổi nói chuyện mà Những đức vừa nhắc chúng mà nhắc luôn tất cả để chúng Ở ngoài đời Vô ngôi chùa này quý vị phải làm đúng như vậy đó. Nhớ cái câu nhận người không nhận tiền Nhận tiền không nhận người Những đức bây giờ Những đức đang sắp xếp đảnh rảnh Tất cả các cụ mà vô đây ở thường chủ Nhất định phải có con cháu vô đây Những đức soạn ra Một đoạn văn ngắn Con cháu phải đọc lên Rồi những đức đặt cái máy quay phim Những đức quay lại đặt lên cái nội quy để mình nuôi các cụ sau này khi các cụ chấm tuổi già không có cái chuyện mà con cháu các cụ đến mà nói bây giờ tôi muốn đưa mẹ tôi đi vô bệnh viện này kia cái này ở chùa người ta lo người ta biết cách sắp xếp làm sao chứ để mình lo cho các cụ già về mặt tâm linh mà mình có thể giúp cho các cụ được tròn vẹn chứ nếu như bây giờ các cụ à nếu như mà các cụ khi bệnh mà những đứa điện con các cụ vô nói bây giờ bà cụ bà bệnh đau gì quý vị muốn đưa bệnh viện hay để đây hộ niệm thì cái việc này những đức làm chi quý vị Ở đây các cụ bệnh mình cũng lo lắng lắm đàng hoàng Khi các cụ cặn tử nghiệp Mình là người tu mình nhìn mình biết chứ Từ nó đó mà các cụ rất là muốn giải thoát Mà bây giờ mình nói với những đứa con mà không biết tu Nó nói Thôi bây giờ còn nước còn tác à Bây giờ bà già mà nằm đơ đó đi chăng nữa Bà cũng trợn một cái ánh mắt lên nhìn mình để cầu cứu Thầy ơi thầy cứu con đi thầy Trời ơi mấy đứa con đâu biết tu đâu Nó đưa con đi như vậy là chết con rồi thầy ơi Những đức nó thật sự mà nó tâm tư nhiều bà già Bà đều biết cái điều này Nên những đức phải làm rõ ràng từ ban đầu Là cái gì Con cháu nhất định phải đến Soạn ra một đoạn văn Rồi nó phải đọc đoạn văn này lên Nó nói cái mấy câu cuối cùng tự nó nói rằng Con chấp nhận những quy định này trong chùa Và nhận không bao giờ một các bạc nào Con gỡ vô đây cho quý thầy Rõ ràng từ ban đầu để làm chi? sau này không có một chuyện gì xảy ra phiền phức à nên đại chúng trong chùa nghe rõ và đại chúng ngoài đời nghe phải cho rõ phải làm việc như vậy trò dưới cái xã hội bây giờ nó không đơn giản đó quý vị à dù là nhiệt tình lo không có một cắt bạc gì nhiệt tình mà lo quý vị biết rằng như hôm qua con cái bà cụ vô rõ ràng là bao nhiêu đứa đó chị coi có nói một tiếng gì hoặc là xong rồi quý vị, vị coi Sáu năm nay không vô thăm Nó đến rồi một chút rồi đi về Xong rồi đố mà nói một tiếng gì Quý vị coi trò ơi những đức nói Đúng là không phải trách đâu Mà muốn cho quý vị, vị biết được rằng Sanh con phải dạy quý vị ơi Sanh con phải dạy Nên vô ngôi tam bảo mà không có giáo dục Người ta là quý vị, vị biết rằng Đi đến chùa cũng vô ích ừ. Nên sanh con phải giáo dục là quan trọng nhất Chứ nếu như những đứa con mình như vậy vị nghĩ thì sao quý vị Trời có người gì đâu mà nó quá tệ quý vị ơi Quá tệ rồi Ờ. À, đó Nên nó tất cả quý vị dù giàu nghèo gì Việc này là số phận Nhưng việc quan trọng vô cùng Là phải dạy con mình quý vị Phải dạy con mình Phải dạy mới được Con người gì mà tệ như vậy Đó Nên mình là người ti. Tí tu hành giải thoát nhưng mà làm việc cho công chúng này phải rõ ràng chứ nếu như một mình mình là dễ rồi hai ba người thì dễ rồi quý vị quý vị coi chùa mình trời hơn 300 người ở trong ngôi chùa này bên kia gần 300 người quý vị nghĩ đi như vậy mà nó nó râm rắp cái việc gì nó đâu việc đó rõ ràng là những đức đã tránh bao nhiêu sự việc kỹ lưỡng nên tất cả các anh em phải nhìn vào chỗ này hết sức là kỹ lưỡng gì chỗ này nên cái việc mà khi lo cho các cụ xong rồi mà Hoặc là việc này việc kia mà lôi mình ra Mà nói rằng là lý do này lý do nọ Bằng chứng này bằng chứng kia trời ơi Thôi thà Tôi nghĩ làm luôn mà làm làm kỳ cục ấy Đúng không Tại vì cái tâm tư của mình làm việc rõ ràng mình Ở đây là cả đại chúng trong chùa Đó. Nên những đức nói rằng Mình là người trên nó phải Sâu sắc lắm Thì người dưới tay mình Người ta mới làm việc được cho mình nên những đức làm việc những đức rất là thông cảm đối với anh em tại vì sao vì những đức hiểu làm việc nó phải có một lực lượng đoàn kết kết hợp nó mới làm việc được chứ nếu không thì giống như mà đụng chặn rồi thì giống như ngồi trên một cái bàn phân xử mình làm như vậy thì thật sự mà nói cái người người ta muốn phát tâm làm việc người ta cũng không dám phát tâm từ đó đó mình sống với nhau phải hiểu nhau quý vị để cái lực lượng của mình nó phải đoàn kết mới được thì mới làm được cái việc này những đức nói rằng nếu như những đức không đứng để làm việc này tất cả các anh em những đức nói hai bên đạo tràng này cũng rất sạch không có ai mà đứng ra mà mà làm được đâu quý vị nghĩ đi Nội mà một tháng chờ không biết bao nhiêu tiền bạc mà nói lo nếu như những đức không chia sẻ Phật pháp Phật tử khắp nơi nơi mà nghe mà được lợi ích làm gì có cái chuyện mà cuộc sống này mà sống nổi vì không đơn giản nếu không làm lợi ích cho chúng sanh làm sao mà sống nổi đây nên từ nơi đó mà chúng trong chùa quý vị phải biết chăn quý cái nhân viên này phải biết chăn quý và phải lo tu đừng bao giờ làm phiền phức đến cái tâm cái người mà lo cho chúng vì sao vì phiền phức cho họ là mình có tội lớn không đơn giản nên để chúng mà nghe như vậy rồi quý vị khóc nơ nơ nghe Riêng ngôi chùa nào những Đức không biết Nhưng riêng ở đây Đi đến đây muốn cúng dường là bỏ thùng tam bảo Đó, Đây là cái chỗ lâu lâu nhà Đức nhắc một lần Để cho tất cả các cô trong chùa Các chú trong chùa Các thầy trong chùa Phạm vào là quý vị dính Quý vị gán chịu có Nên phải rõ ràng như vậy Thì chúng ta tu hành nó mới bình yên được Và mới có thể làm gì với chúng sanh lâu dài chúng sanh nó được lợi ích quý vị nên pháp môn tịnh độ này lợi ích lắm chúng ta phát tâm được nhưng mà phải có trí tuệ quý vị khắp nơi nơi cố gắng mà niệm phật dù là hoàn cảnh gia đình cảnh ngộ gì phải cố gắng niệm phật quý vị nhớ có phật hiệu này niệm đừng có sợ cái vọng tưởng mà mình nói mình bỏ tu đừng có nghĩ rằng mình niệm phật biết chừng nào có cơ hội được tâm thanh tịnh rồi mình không tự, tự tin vào chính mình rồi mình thối tâm mình bỏ cuộc ổn nó mới bị nhớ nè nhờ cái vọng niệm mà chúng ta mới được thanh tịnh nhờ vọng niệm khi mình niệm phật có vọng niệm mà mình kiên nhẫn mình niệm thì mới có cơ hội thanh tịnh tâm quý vị biết rằng cái lượng sống sanh tử của ta nó nặng cỡ nào bây giờ mình mới tu dài ba năm mà mới muốn đoạn trừ những cái vọng tưởng đó mà Sao mà được quý vị Nên những đức nói rằng Nhờ vọng tưởng mà mình vẫn kiên nhẫn mà tu Thì tu lâu dài tâm mới thanh tịnh Nhớ. Nên người niệm Phật mà Vọng niệm đừng có sợ Cứ tiếp tục mà kiên nhẫn niệm Phật đi Cứ kiên nhẫn niệm Phật đi Cứ chịu khó niệm Phật đi Cứ dụng công niệm Phật đi Dù vọng niệm cỡ nào cứ mặc kệ cứ niệm Phật đi Niệm lâu dài quý vị nhất định Sẽ đạt được cái kết quả liền nên những đức nói rằng cái cái sống sanh tử mình nặng nề cái 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 túc nghiệp nhiều đời như kiếp mình nặng nề bây giờ mình niệm Phật thì nó vọng niệm mà mình bỏ cuộc vậy thì mình chịu chết rồi. Thì nhớ mình niệm Phật có vọng niệm như vậy nó đã ít rồi đó. Nếu mình không niệm Phật nó còn cỡ nào nữa quý vị. Chứ đừng bao giờ nói niệm Phật nó mới vọng niệm nhiều, không niệm, không niệm thì hoàn toàn nó nó áp đặt mình chùm mình lại luôn. Mình trở thành con một, một con người không còn hiểu biết gì nữa hết. Vậy thì thôi mình đi vào súc sanh đạo rồi còn gì Hiểu không? Nên những người niệm Phật đừng có sợ vọng niệm Cứ kiên nhẫn mà niệm Phật đi Kệ nó Cứ lo niệm Phật đi Niệm lâu dài đi sẽ có kết quả liền có Người trong chùa cho tới người ngoài đời nhớ đó Nên những điều này chúng ta chia sẻ Nhất định quý vị sẽ phát tâm tinh tấn siêng năng Khi có thân người này đã quý lắm rồi Bây giờ mình gặp Phật Pháp càng quý nữa quý vị Phải quyết chí tu hành Để đời này chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc quý vị giải di đà phật nguyện đem công đức này Hơn về không tất cả để tự và chung sanh đồng sanh về tịnh độ A Di Đà Phật. 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 A Phật. A Di Đà Phật. A Phật. A Di Đà Phật. A Phật. Di A Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di đà vào Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam -mô A Di Đà Phật 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 Nam Mô A Di Đà Phật Namo, Pop, Namo, Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.

vì đà phật a à, vì đà phật a à, vì gì